giãn mao mạch không điều trị sớm gây ra những biến chứng gì thưa bác sĩ? Đấy, các sợi mao mạch hồng đỏ tím kết búi này, đấy, mọc rất là dày hai bên này. Mình cũng có thể thấy là cái da của chị nó rất là mỏng. Thế đây là chị thấy được khi mà mình để cái tình trạng nó mao mạch nó bị nhiều như này thì nó dẫn đến là mức độ da nó bị lão hóa. Cái thứ hai nữa là chị thấy là nó mất tươi, mất thẩm mỹ cho mình. Đấy, thứ ba nữa là gì, những cái mao mạch để lâu như này thì sau này nó có thể gây viêm hay vỡ mao mạch thì mà sẽ không tốt cho cái hành động của chị. Hiện nay công nghệ nào điều trị dứt điểm được giãn mao mạch? Bên em đang ứng dụng cái công nghệ là laser microiox. Thì đối với phương pháp này thì khi xử lý cho mình thì nó sẽ hỗ trợ là triệt loại bỏ, là xóa bỏ tất cả những cái sợi mao mạch ở trên cái bề mặt da của mình, lúc đông co và lúc phục hồi lại cái nền da của chị như là lúc mà mình chưa sinh. Điều trị giãn mao mạch có đau không thưa bác sĩ? Với cái ứng dụng laser Mercury bên em thì sẽ sử dụng bức sóng không dài, nên là khi tác động vào những cái tình trạng mao mạch của chị nó sẽ hỗ trợ đông co nên nó hoàn toàn không gây đau rát, rất là nhẹ nhàng trên nền da và hoàn toàn thẩm mỹ. Bao nhiêu buổi thì sạch được giãn mao mạch? Trung bình thì khi mà chị làm thì nó sẽ dao động chỉ vài buổi thôi, 2-3 buổi là cái tình trạng của chị nó đã hết sạch, ít nhất là đến 80-90% trên bề mặt da rồi. Và mỗi một buổi khi mà chị tác động trên bề mặt, chị sẽ thấy các cái sợi mao mạch của mình nó sẽ đông co và chị sẽ thấy cải thiện ngay tức thì sau khi mình bắn xong. Sau điều trị có tái phát không bác sĩ? Với những cái mao mạch của chị thì chị yên tâm, khi mà mình điều trị dứt điểm rồi thì hoàn toàn không tái phát nữa. Nhưng mà khi mình đã điều trị đẹp rồi thì mình cũng phải lưu ý giúp em là cái quá trình mình chăm sóc, mình dưỡng da tại nhà để nó hạn. Hãy để phòng khám OIO là người bạn đồng hành điều trị giãn mao mạch của bạn ngay hôm nay.